Chào cô chú anh chị ơi, giới thiệu với cô chú anh chị con 4 làm à. Con này 80 HP. Con này dòng tua nhiêu? Tua 3.000. Tua 3.000. Con này là 4 làm à thủy, có chụp bô luôn nha cô chú anh chị. Chụp bô YX đi. Cốt thì còn ok, chưa lắc chưa ghê. Máy này nắp cốt bao chưa ra hơi, máy tình trạng có bung máy rồi chú anh chị. Nước sơn nguyên thủy chưa sơn lại, máy này thích hợp cho cô chú anh chị về ủi ghe hay chẹt ha. Đây là bình nước ngọt, này là xương hàng gió, bên đây là bô luộc. Đây, này là nhông 2 tua. Cái cầu thì sắt, máng thì máng inox. Máng dày anh, máng dày 6 ly, 6 ly 8 ly. Cung chạy trước thì máng inox. Nền thì sắt. Chứng dịch thao anh. Này lắp 30 cô chú anh chị. Chứng dịch thao. Bọc thì bọc 60. Bọc này liền chưa gãy nứt nha. Bọc này tầm khoảng 4 mét mấy. Cô chú anh chị có mua thì liên hệ trực tiếp anh em ha. Liên hệ trực tiếp anh em cũng được, hay là liên hệ trực tiếp với số chủ máy cũng được. Số chủ máy em để trên tiêu đề. Này bao gồm máy dàn cầu, chứng dịch hộp nhông đầy đủ cho cô chú anh chị ăn, 27 triệu, không có bình. Dây đề rồi đầy đủ em. Mua về chỉ việc đổ dầu với lắp bình vô là chạy.